Hello, xin chào tất cả các bác tài đã quay trở lại với kênh của em Thành Sino Chắc. Hôm nay bên em đang tiến hành bàn giao một chiếc xe ben nhỏ đến bác tài ở Trường Mỹ. Chiếc xe mang biển số 13035 vừa ra biển ngày thứ bảy và con này là làm trả góp các bác nhé. Vay rắc với cái khoản đầu tư ban đầu rất là thấp, chỉ hơn 60 triệu thôi thì bác tài đã nhận được con xe này. Đối với dòng xe ben 2,4 tấn hoặc là các dòng xe ben nhỏ 1 tấn, 3 tấn rưỡi thì hiện tại nhà máy TMT đang có chính sách giá bán cũng như là đang có khối lượng khách hàng rất là lớn. Nếu bác tài nào đang quan tâm đến mẫu xe tải ben nhỏ của nhà máy TMT thì hãy đầu tư luôn để được cái giá bán tốt nhất tại thời điểm hiện tại các bác nhé. Thị trường hiện tại đang mở rất là rộng, giá xe đang cực kỳ ưu đãi. Đấy. Về dòng 2,4 tấn này thì sẽ có cái thùng hàng là chở được 2,2 khối, kích cỡ lốp 6-15, cùng với cabin 2 chỗ ngồi các bác nhé. Cabin 2 chỗ ngồi, khoang lái rất là rộng rãi, thoải mái, có trợ lực lái dầu này. Đấy. Con này là phanh dầu các bác nhé, và là dùng động cơ quan trai, công suất máy 50 kW. Đây. Bác tài đang nhận xe đang rất là vui. Đấy, động cơ 50 kW, máy quan trai, có số phụ. Ở đây là bình dầu đen các bác nhé, được đặt ở đấy. Và em xin phép đến chụp cái ảnh bàn giao xe cho bác tài. Và các bác tài nào đang muốn mua xe thì có thể lên TMT Phú Nghĩa, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Trường Mỹ, Hà Nội để xem và lái thử xe trực tiếp. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bác tài quan tâm đến dòng xe, em có thể inbox hoặc là để lại bình luận phía dưới, em sẽ tư vấn hỗ trợ các bác tài. Xin chào và hẹn gặp lại.